Xin chào các bạn. Hôm nay Vinh sẽ giới thiệu với các bạn một video clip về văn hóa ẩm thực của người Việt. Đó là sẽ làm món kẹo lạc truyền thống. Và nguyên liệu để làm kẹo lạc sẽ có gồm hai thứ chính, đó là đường các bạn. Đường chúng ta quen gọi là đường cáp, đường trắng và lạc, tức là miền Nam gọi là đậu phụ nhé các bạn nhé. Hai nguyên liệu chính. Mỗi thứ các bạn hãy chuẩn bị 1 kg lạc và 1 kg đường cáp. Và sau đây thì xin mời các bạn sẽ theo dõi cách làm kẹo lạc cực dễ. Xin mời các bạn. Đường cát thì chúng ta sẽ chuẩn bị 1 kg. Lạc thì các bạn chuẩn bị cho 1 kg. Nếu như các bạn muốn làm lạc và kẹo có nhiều đường thì chúng ta sẽ 1 kg kẹo, 1 kg đường và 1 kg lạc. Còn nếu như các bạn muốn lạc nhiều và ít đường, tức là cái độ giòn nó cao, thì chúng ta sẽ làm khoảng 1,2 kg lạc nhé. Lạc được lựa và chọn những hạt tốt, những hạt sâu, hạt hư thì bỏ đi. Và sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta rang lạc trước. Để làm cái lạc thì gồm sẽ có 1 chảo gang, vừa vừa thôi, không cần to lắm, đủ để rang lạc. Và một cái mâm này thì sau khi làm kẹo lạc xong thì chúng ta sẽ đổ ra mâm để chúng ta cán cho kẹo nó mỏng, để cho nó đẹp. Và các thứ khác thì tất nhiên là bếp ga phải có rồi, không có bếp ga thì không thể rang được lạc. Chúng ta bật bếp cho lửa vừa phải để cho chảo nóng lên. Sau đó chúng ta sẽ chảo vừa nóng lên thì chúng ta cho vừa ấm lên thì chúng ta cho lạc vào và chúng ta để đảo thật đều nhé, cố gắng là đảo thật đều. Rang lạc này, cái khâu rang lạc rất quan trọng. Kẹo có bùi hay không, là màu lạc có vàng hay không, là phụ thuộc vào cái rang này. Và chúng ta phải đảo đều thì lạc sẽ không bị cháy và vừa độ chín tới, đồng thời nó tạo được màu vàng của lạc nhé. Đảo liên tục các bạn, đảo liên tục. Nếu chúng ta không đảo nhanh, đảo đều thì hôm nay Vinh làm cái món kẹo lạc theo truyền thống của người Việt. Chắc chắn là xem video này thì rất nhiều các bạn hâm mộ của kênh YouTube Ảo Tưới Hoàng Lân sẽ bất ngờ, bởi vì lâu nay quý Vinh chỉ có làm những video theo văn hóa hát si, rồi văn hóa cưới hỏi, liên quan đến cô dâu chú rể, liên quan đám cưới. Tuy nhiên hôm nay lại là một cái video rất đặc biệt, khác thường, đó là văn hóa ẩm thực. Và lại là cái trực tiếp Vinh vào bếp để nấu ăn. Cho nên là rất nhiều bạn sẽ thắc mắc, bảo biết anh Vinh bình thường thì đi quay phim chụp hình vậy, bây giờ lại vào bếp nấu ăn, không biết có nấu được không, sợ không kéo này làm món đẹp kẹo lạc này lạc cháy lên. Nhưng mà xin thưa các bạn là thỉnh thoảng thì Vinh vẫn thường hay vào bếp. Tuy nhiên là hôm nay, đặc biệt hôm nay là trong dịp 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam, như là Vinh vào bếp để làm một món, làm món kẹo lạc cũng là để tặng vợ, tặng mẹ, những người phụ nữ trong gia đình. Hồi đó thì các bạn sẽ cùng mình theo dõi để biết được cái món kẹo lạc như thế nào nhé. Quay lại với cái việc rang lạc này thì các bạn biết rồi,
khi mà lạc đang gần chín thì nó sẽ có cái tiếng nổ nếp nhẹ và lạc sẽ chuyển dần thành màu vàng, và đến khi mà chúng ta lang rang cho đến khi mà lạc nó lấm tấm như trứng cút đó, nó có một số cái lấm tấm vệt cháy xém ở ngoài vỏ lụa, và đặc biệt là khi mà tiếng lép bép không còn nữa thì lúc đó là lạc nó vừa được. Nhớ là chỉ còn một vài tiếng lép bép thôi, còn nếu mà hết cái tiếng nổ rồi thì lúc đó sợ là lạc hơi quá nhé. Còn nếu các bạn nào mà có thể cảm nhận bằng khứu giác, đó là chúng ta ngửi thấy mùi thơm thì cũng là biết được là lạc vừa rồi. Rang lạc thì các bạn xin lưu ý các bạn là không nên rang quá nhé, bởi vì chúng ta còn đảo với đường nóng nữa, nên là lạc này nó sẽ đủ chín. Nếu mà chúng ta rang chỉ cần quá một tí thì sau ăn cái lạc nó sẽ bị không được bùi, không được lạnh, mà nó sẽ bị hơi có cảm giác hơi đắng đắng nhé. Lạc như thế này là gần được rồi các bạn nhé, chỉ một xíu nữa là được. Nên chúng ta phải nhắc cũng phải bếp. Bên cạnh những cái nguyên liệu chính, hai nguyên liệu chính đó là lạc và đường, thì chúng ta cũng cần phải có một cái nguyên liệu nữa, một số cái gia vị, đó là ví dụ như là gừng này. Gừng này là mục đích, gừng này là chúng ta sẽ lấy nước, để lấy nước chúng ta cho vào chúng ta thắng với đường và tạo nên cái mùi thơm của kiểu lạc, đồng thời là nó khi mà chúng ta ăn thì nó sẽ rất lành các bạn nhé. Chúng ta chỉ cần một nhánh gừng nhỏ thôi, chúng ta sẽ đập dập ra là sau đó vắt lấy nước để thắng với đường nhé. Sau khi gừng thắng giã xong thì chúng ta vắt lấy nước chừng khoảng cỡ, cái này khoảng cỡ chừng 3-4 ml nước thôi các bạn. Còn lạc sau khi chúng ta rang xong thì chúng ta sẽ ủ một hồi để cho nó nguội, đồng thời nó sẽ giòn lạc. Sau đó chúng ta sẽ tẩy vỏ, chúng ta sẽ vò, chúng ta bóp cho nó chóc hết vỏ lụa ra để chúng ta lấy cái hạt chúng ta làm kẹo nhé. Sau khi đang lạc xong thì chúng ta trong khi chờ đợi làm cái vỏ lạc, chúng ta sẽ thắng đường các bạn nhé. Thắng đường thì các bạn cho thử đường vào trong chảo và cho một ít nước vào, để tránh tình trạng đường bị cháy. Sau đó chúng ta sẽ nấu thắng đường cho nó chảy hết ra. Ra nước rồi thì chúng ta cũng chế một ít nước cốt gừng nữa nha, cốt gừng vào trong này để cho nó có vị thơm. Và như chúng tôi nói là khi ăn kẹo nó sẽ hơi có một chút cay, nóng nóng một chút, và đặc biệt là thơm và rất lành bụng nhé. Khi mà các bạn thắng đường, lưu ý các bạn nếu để cho muốn đỡ mất thời gian để thắng đường thì chúng ta hãy dùng nước nóng. Nước nóng thì nó sẽ giúp cho cái thắng đường nó nhanh tan hơn, đường nó nhanh tan hơn, và thời gian bốc lên nước để nó cô thành mật nó ngắn hơn. Cũng có nhiều cách thắng đường. Có người thì sẽ thắng đường là đổ thẳng đường và không cho nước, và cứ thế quấy cho đến khi mà đường nó nóng, nó tự chảy ra, và khi mà chảy ra dẻo hết thì thành mật hết, thì chúng ta sẽ đổ lạc vào để chúng ta quấy đều, đảo đều. Nhưng mà cách đó thì nó có một cái dở, đó là khi chúng ta thắng mà nó già mỉ, cái lửa mà nó già quá, nó nóng quá thì đường sẽ dễ bị cháy. Còn thắng đường mà chúng ta dùng nước chúng ta thắng cho đến khi mà đường sôi lên rồi bốc lên nước cô lại thành bạch, thì chúng ta đảo lạc thì chắc chắn là đường không bị cháy.
và nó đảm bảo an toàn khi mà đặc biệt là cái màu lạc của lạc nó sẽ không bị quá đỏ. Đây là lạc sau khi mà đã được tẩy hết vỏ rồi các bạn nhé. Các bạn nhìn hạt lạc này, hạt lạc nó vừa chín tới và nó có những cái vệt xém xém và rất đẹp nhé. Sau khi thắng đường đều ra rồi thì mặt ra thì chúng ta sẽ đổ kẹo lạc, đổ lạc vào, chúng ta đảo thành kẹo nhé. Đổ lạc vào chúng ta chỉ cần đảo cho thật đều, thật đều mặt là được. Sau khi đảo đều xong rồi thì chúng ta sẽ nhắc xuống. Chúng ta đảo đều xong rồi chúng ta sẽ nhắc xuống và đổ ra mâm nhé. Mâm thì chúng ta sẽ dùng một số cái muôi hoặc chúng ta tán rất đều. Chúng ta sẽ tán rất đều ra, đàn rất thật mỏng nữa các bạn. Bởi vì nhìn vậy nhưng mà kẹo nó sẽ rất cứng. Chúng ta mỏng ra, thật mỏng ra để cho khi chúng ta ăn kẹo nó sẽ được giòn, sẽ dễ ăn. Khi mà đổ ra mâm để đàn nhìn kẹo rất ngon các bạn và ươm. Và bây giờ thì chúng ta chỉ việc đợi cho nó khô, cho nó đông, nó cứng nữa để là chúng ta có thể cắt ra và thử. Sau khi đổ ra mâm để một thời gian thì kẹo lạc sẽ khô và cứng lắm. Các bạn thấy không? Màu rất đẹp nhé. Có màu cánh gián. Rất đẹp, rất thơm, rất ngon nhé. Và đây là sản phẩm sau một thời gian mình vào bếp nhé. Món kẹo lạc, món kẹo lạc rất truyền thống. Một mâm kẹo lạc ngon không các bạn? Quá tuyệt vời nhé. Bây giờ mình sẽ dỡ lên này. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Wow, một cái bánh kẹo lạc ngon chưa? Kẹo lạc nhá. Chú chào các bạn, nhìn thấy có thật hấp dẫn mà. Và các bạn biết đâu món kẹo lạc này rất đơn giản thôi, làm như hướng dẫn của Vinh là các bạn sẽ thành công nhé. Rất ngon này. Bây giờ mình sẽ cắt ra để cùng mọi người thưởng thức nhé. Mình sẽ dùng kéo để cắt ra. Giòn tan luôn các bạn. Gõ ra cho nó đẹp đi ha, cho nó hấp dẫn đi, giòn tan rồi các bạn này. À, rất ngon này. Để các bạn cùng thưởng thức nha.
nhẹ là còn lại sẽ bị sẽ thành một miếng đất giòn. Đúng là để dao sẽ cắt các bạn ạ, nhưng mà thôi thì mình làm đã để mình thưởng thức mà, thế là không cần phải quá hình thức, không cần phải quá thật đẹp. À, bây giờ mình thưởng thức một miếng cậu làm nha. Rất tuyệt vời, vừa bùi vừa ngọt lại vừa thơm, vị cái bùi của lạc kết hợp với này cái ngọt của đường cát, và đặc biệt là có chút thơm, cái vị thơm thơm và hơi se se cái cay của gừng tạo lên cái hương vị cái lạc rất đặc biệt các bạn ạ. Vừa rồi thì các bạn vừa theo dõi video clip Vinh làm kẹo lạc và cách thức làm kẹo lạc. Tất nhiên có rất nhiều cách làm kẹo lạc, nhưng với cách của Vinh này các bạn sẽ có những sẽ có món kẹo lạc rất đẹp, rất thơm và rất ngon nhé. Nếu các bạn thích video clip này thì xin hãy ủng hộ cho Vinh bằng một like và hãy chia sẻ cùng với lại, nếu bạn nào chưa đăng ký kênh Áo Cưới Hoàng Ngân thì hãy ủng hộ cho Vinh bằng cách đăng ký kênh để Vinh có thêm động lực, động viên Vinh làm những video clip tiếp theo nhé. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.